vì sự ngoan ngoãn của anh. Tôi tưởng anh thích rượu, mà anh có vẻ không mấy khi cười nhỉ. Tôi đã gọi cho người của tôi, ngày mai họ sẽ đến đón. Ngày mai anh lại vào trong đó à? Anh định làm gì nếu không tiếp tục làm công việc hiện tại nữa? Thì nếu không súng, dao, đấm đá, đại loại thế, thì anh sẽ làm gì? Tôi cũng chưa nghĩ đến nữa. Còn cô, chắc là bác sĩ à? Như anh. Anh trai tôi đã mất trong một lần truy bắt tội phạm. Kẻ bắn chết anh ấy đã trốn sang Thụy Sĩ. Ở đó không có luật dẫn độ. Anh trai tôi trùng tên với anh. Thôi, chuyện cũ rồi. Đi ra ngoài ăn đi. Ra ngoài mình mãi chán lắm. Cách đây khoảng 100 mét có quán vỉa hè cực ngon. Một ngày anh sống nếu thiếu em, anh sẽ ra sao? Nếu thiếu vắng bóng em, con thuyền trôi mãi mãi không neo dừng. Nếu thiếu vắng bóng em, đời anh như cây khô không ánh ban mai. Và em có biết không, khi gặp em sẽ không còn, sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim anh. Cho cháu tôi nữa cô ơi. Đường thật nhiều trong gai, ta luôn có nhau. Và anh đã hứa với em sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ nước mắt làm ướt mi em. Vì sao em có biết không, vì trong tâm trí của anh mình em, chỉ em mà thôi. Dù cho bao tố phong ba, tình anh vẫn mãi trao em. Nguyện mãi một đời yêu em, suốt kiếp vẫn chỉ yêu em. Mãi em mà thôi. Vì sao em có biết không, vì trong tâm trí của anh mình em, chỉ em mà thôi. Dù cho bao tố phong ba, tình anh vẫn mãi trao em. Nguyện mãi một đời yêu em, suốt kiếp vẫn chỉ yêu em. Mãi em mà thôi. Nếu thiếu vắng bóng em, con thuyền trôi mãi mãi không neo dừng. Nếu thiếu vắng bóng em, đời anh như cây khô không ánh ban mai. Và em có biết không, khi gặp em anh biết sẽ không còn, sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim anh. Sẽ không còn ai hơn nữa, sẽ không còn ai thay thế em trong trái tim anh. Hay yeah, hay.
không biết? Không biết. Đấu công tắc điện là việc đơn giản nhất, nhất là với đàn ông. Anh tưởng chỉ có súng dao của anh mới chứng tỏ bản lĩnh hả? Thôi, xuống nhà lấy hộ tôi cuộn băng dính điện. Có biết cuộn băng dính điện nó như nào không đấy? Ở tầng 1 cái hộp kịch tivi. Cái hộp màu đen bên trái tivi. Anh biết điều đấy mà. Thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan trong chuyện này. Tất nhiên rồi. Em biết cư xử mà. Nhìn thấy tất cả. Mẹ không muốn ai xem vào tình cảm của em dành cho thank you.